Chuyên gia soi kèo FI883 gửi anh em cá cược bóng đá tiếp soi kèo trực tiếp ngon ăn nhất trận Hà Lan với Argentina. Giải đấu World Cup 2022, Hà Lan với Argentina sẽ có cuộc đối đầu tại vòng tứ kết World Cup 2022. Hai đại diện rất mạnh của châu Âu và Nam Mỹ hứa hẹn sẽ cống hiến một cuộc so tài hấp dẫn. Hai lần từng chạm trán trong lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển thì cả hai trận đều kết thúc với tỷ số hòa. Hà Lan đang bay cao ở giải đấu năm nay với phong độ đầy thuyết phục. Cơn lốc màu da cam vượt qua vòng bảng với vị trí nhất bảng A ở vòng tứ kết. Đội quân của huấn luyện viên Van Gaal dễ dàng đánh bại Mỹ với tỷ số 3-1. Đại diện của châu Âu đang có phong độ rất cao. Argentina được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch World Cup 2022. Họ sở hữu siêu sao số 1 của bóng đá thế giới Lionel Messi trong đội hình. Messi đã có 3 bàn ở giải đấu năm nay. M10 cũng vừa lập công giúp Argentina đánh bại Úc 2-1 ở vòng tứ kết. Đại diện đến từ Nam Mỹ cũng đang rất hưng phấn với phong độ lên cao. Lịch sử đối đầu, hai lần chạm trán trong lịch sử đối đầu, Hà Lan thắng 0, hòa 2, Argentina thắng 0. Phong độ hiện tại, 10 trận gần nhất, Hà Lan thắng 8, hòa 2, thua 0. 10 trận gần nhất, Argentina thắng 8, hòa 1, thua 1. Tiếp soi kèo trực tiếp cá cược châu Á hiệp 1, chọn Hà Lan được chấp 0,25 trái, dự đoán tài xỉu hiệp 1, chọn xỉu 1 trái. Tiếp soi kèo trực tiếp cá cược châu Á cả trận, chọn Hà Lan được chấp 0,25 trái, dự đoán tài xỉu cả trận, chọn xỉu 2,25 trái. Tiếp soi kèo trực tiếp bóng đá châu Âu, chọn hòa ăn 3.25. Dự đoán tỷ số hiệp 1, Hà Lan 0-0 Argentina. Dự đoán tỷ số cả trận, Hà Lan 1-1 Argentina.